Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh XLS Gamer. Hôm nay mình sẽ chơi 8 tựa game tổng hợp nha. Mình chơi tựa game đầu tiên, Cat Dungeoner. Ok, let's go. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhảy lên nào. Bay cao nào nhảy cao nào, haha, bay cao nào nhảy cao nào nha các bạn. Mở nha, ok, mở nào. Ok, nhà bạn này à, nhà bạn ấy này à. Ok, có bàn mới nha. Có thảm mới, ok, chơi có thảm mới nha. Và chúng ta tiếp tục thôi. Continue, tiếp tục thôi. Win win. Lần này mình chơi thật nha, mày không chơi chơi đùa đâu. Biến vào vào mê cung đi nha. Cung cung cung. Nhảy lên nào. Trượt nha. Hôm nay mà mình chơi mỗi những tựa game chặn nha nha. Ăn vàng nè. Bạn hổ của chúng ta giỏi quá, chạy khá là giỏi nha. Wow, chuẩn bị được xe đồ chơi rồi nha các bạn. Ok, và chúng ta đến tựa game tiếp theo. Taking Tom Tham Jun. Go. Ha ha ha.
Để chúng ta sang tựa game tiếp theo, tựa game Zban nha. Zban Super Zoom. Wow. Chúng ta chọn đây nha. Úi giời, đeo kính quá đẹp trai luôn. Hay đây đi. Ôi, có con ngựa nè, đi. Ok, go. XLX, let's go. Ôi
Bay đi không trung luôn. Rồi thôi nha các bạn, chúng ta sang tựa game tiếp theo, tựa game Sonic Dark. Sonic Dark nha, Dark Dark Sonic. Ok các bạn, những nhân vật Sonic nha. Rồi Thank you.
được gì đây? Tiếp tục. Tiếp theo nha, tựa game thứ 6 nha các bạn. Let's go. Go go go. Ha ha. Yeah yeah. Tựa game này cần phải wifi hả? Ok. Yeah, đấu nào. Fire, đấu, boom. Chúng ta tiếp tục nào. Boom. Nâng cấp. Boom. Đấu nha. Yeah, ba con đấu với lại ba con nu. Boom. Boom. Cha. Yeah, victory. Ok, và chúng ta sang tựa game tiếp theo nha. Tựa game tiếp theo cũng là My Kingdom Ghoul. Open. Mở nào. Chúng ta xây gì như đây nhỉ? Xây nè.
Rồi. Ôi. Tiếp theo nha, tựa game Tom Hero. King Tom Hero. Yeah.
Ok, và vừa rồi là 8 tựa game mình chơi nha. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và subscribe ủng hộ kênh mình nha. Thời lượng đến nay là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.